rồi, hôm nay chúng mình hãy cùng nhau thực hiện một morning skincare routine cho mùa hè nha. Đầu tiên thì mình sẽ rửa mặt bằng một sản phẩm mới tinh đến từ Senka. Và này có tên đầy đủ là Senka Perfect Gel Gentle Wash, được sản xuất tại Nhật Bản. Mọi người có thấy là cái packaging màu xanh blue pastel này xinh không? Đây có lẽ là dòng sản phẩm làm sạch mình thích nhất của Senka, bởi tính dịu nhẹ và sạch mát, texture dạng gel nước không tạo bọt, rất là mát da. Vừa thoa lên da thì mình đã cảm nhận được cái sự tươi mát rồi. Và nó có hương cam chanh thoang thoảng nên mình ưu tiên sử dụng vào buổi sáng. Buổi tối sau một ngày hoạt động thì da cũng tiết nhiều dầu nhờn cùng với cả là bị dính bụi bẩn, thế nên là mình sẽ cần tới một sản phẩm làm sạch mạnh hơn. Về thành phần thì bạn này có chứa nhiều serum dưỡng này, có tơ tằm trắng và gấp đôi cái lượng HA hyaluronic acid, sẽ giúp bảo vệ màng ẩm tự nhiên của da và không hề gây khô da sau khi mà rửa mặt xong. Bên cạnh đó thì sản phẩm cũng không chứa xà phòng nên mình highly recommend cái tip dưỡng rửa mặt ngon bổ rẻ này cho team da khô và da nhạy cảm. Nếu như mọi người đang cần tìm một cái loại sữa rửa mặt làm dịu da và không hề gây kích ứng thì có thể tham khảo bạn này nhé. Rửa sạch lại mặt với nước thì mình sẽ sử dụng một cái miếng bông tẩy trang để thấm khô mặt, sau đó thì mới apply các bước dưỡng tiếp theo. Ở cái đoạn này thì mọi người nên dùng cái miếng bông để thấm nhẹ nhàng với cái bề mặt da của chúng ta thôi, chứ đừng nên lấy khăn mặt sau đó thì lau lau chà sát quá mạnh nha. Ok, bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang bước toner. Lại là một bạn có packaging màu xanh dương lạ mắt nữa. Bạn này thì mình mua từ đợt đi Hàn đầu năm cơ, thế nhưng mà mãi từ bây giờ mới bóc tem ra dùng. Isntree là một brand chưa phổ biến ở Việt Nam và mình cũng chỉ mới dùng qua hai loại toner của hãng thôi. Thì bạn này là một bạn toner thuần về cấp ẩm, có texture sệt sệt. Thoa lên da thì cảm nhận được luôn cái độ ẩm mà sản phẩm mang lại. Tuy nhiên thì nó lại hơi trơn trơn và nhớt nhớt một chút xíu. Mình phải dùng tới lần thứ 3, thứ tư thì mình mới quen với cái cảm giác này. Thành phần của bạn này thì cũng khá là an toàn, lành tính, không hương liệu, thế nên là phù hợp với những ai mà có da khô và da nhạy cảm mọi người nha. Với toner thì mình cũng thường apply 2 bước để da của mình được no căng nước nhất có thể. Nếu như mọi người đang có thói quen là dùng toner qua quýt cho xong thôi ý, thì mọi người hãy thử dành thời gian khoảng 2-3 phút vỗ táp táp rồi thoa thật là kỹ, thì mọi người sẽ cảm nhận được luôn cái sự khác biệt của cái việc là thoa toner 1 bước nhanh và thoa toner 2 bước chậm nhé. Sau khi làn da đã được mở cửa thì mình sẽ sử dụng retinol 0.5% của The Ordinary. Bạn này thì mình chỉ thoa một cái lớp mỏng vào hai bên má và các cái vùng da bị vết thâm thôi. Nó khá là dịu nhẹ cho những ai tầm tuổi như mình bước qua 25 và cần một cái sản phẩm retinol để chống lão hóa. Texture dạng dầu thế nên nó sẽ thẩm thấu hơi lâu một chút xíu mọi người ạ. Với retinol thì chúng mình tránh thoa vào vùng da xung quanh mắt nha. Cái đợt đầu mình dùng mình lỡ tay thoa lên cái vùng bầu mắt ấy thì hai hôm sau nó bị khô, xong cảm giác như bị cháy da luôn, rất là khó chịu. Mọi người chú ý nha. Tiếp theo mình sẽ thoa một lớp kem dưỡng mỏng, hè rồi da cũng dễ bị đen sạm hơn ấy, thế nên là mình luôn chọn một cái kem dưỡng mà nó có khả năng dưỡng sáng. Thì mình đang sử dụng cái bạn Radiancy của Laneige. Bạn này chất kem hơi dày một chút xíu, chỉ phù hợp cho những ai mà có da thiên khô giống như mình thôi. Da bạn nào mà dầu ấy thì mọi người nên chọn những cái dòng kem dưỡng nó có texture dạng gel hoặc là gel cream để nó dễ thẩm thấu hơn nhé. Buổi sáng thì mình thoa một cái lớp mỏng thôi để lát nữa mình còn thoa kem chống nắng. Thật ra bạn nào mà lười hoặc là vội thì mọi người hoàn toàn có thể dừng lại ở cái bước toner cấp ẩm, sau đó thì tới một loại kem chống nắng xịn là ok rồi. Hôm nay mình không có sử dụng kem mắt riêng, thế nên là mình sẽ lấy luôn cái bạn kem dưỡng này để thoa chấm chấm massage vùng da quanh mắt. Cuối cùng là Anessai UV Sunscreen Skincare Milk với SPF 50+ và PA 4+, một bạn kem chống nắng yêu thích của mình trong suốt mấy hè vừa qua. Mỗi năm thì mình cũng test khá là nhiều kem chống nắng khác nhau, thế nhưng mà Anessai, cái dòng Milk luôn là một cái nhân vật mà mình sử dụng nhiều nhất. Phiên bản mới năm nay thì có packaging màu gold sáng hơn, nhìn trẻ trung hơn. Texture của bạn này thì mình thấy vẫn vậy, vẫn là một cái dạng sữa mỏng nhẹ thấm nhanh, để lại cái hiệu ứng sáng nhẹ nhàng tự nhiên thôi. Sản phẩm chống nắng của Anessai trước giờ thì đã nổi tiếng có 50% thành phần dưỡng da rồi, thế nhưng mà phiên bản mới năm nay thì còn củng cố thêm các dưỡng chất như là phức hợp trà xanh này, rồi hoa vàng Tormentilla, rồi hoa nhung tuyết cam thảo, góp phần là chống lão hóa sớm cho làn da. Ngoài ra thì bạn này còn được ứng dụng công nghệ độc quyền của Shiseido nên cái lớp chống nắng sẽ bền vững hơn khi gặp nhiệt độ cao, gặp nước và mồ hôi, đặc biệt là ví dụ như mình đeo khẩu trang nhiều vào mùa hè thì cái lớp kem chống nắng cũng không hề bị xê dịch, từ đó giúp da được bảo vệ tối đa dưới tác động của ánh nắng mặt trời.
Chúng mình cũng đừng quên là thoa kem chống nắng cho cổ nha. Rất là nhiều bạn tiếc kem chống nắng xong rồi bỏ qua vùng cổ, như vậy là không đúng một chút nào mọi người ạ. Mình thì mình hay thoa nhiều hơn một chút ở vùng gò má này, vùng trán và hai bên tóc mai, những cái vùng mà da bị tiếp xúc nhiều nhất với ánh nắng mặt trời, và khẩu trang thì không che được. Một điểm cộng nữa là năm nay thì Anessa đã đưa cồn ra xa đầu bảng thành phần rồi. Thế nhưng mà nếu da ai mà biết chắc là mình bị nhạy cảm với cồn thì mọi người hãy cân nhắc. Các loại da còn lại thì mình hoàn toàn highly recommend nha. Thực sự là mình thấy rất thích bạn này luôn ý. Tối về nếu mà muốn tiết kiệm hoặc là lười quá thì mọi người chỉ cần dùng sữa rửa mặt mạnh một chút xíu là có thể làm sạch được rồi, không cần phải sử dụng tới nước tẩy trang luôn. Ok, bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng. Hôm nay thì mình sẽ có trứng ốp la này, một miếng bánh mì nguyên cám này, rồi có kiwi này, dâu và bơ. Một bữa sáng rất là healthy và ngon. Mời mọi người ăn sáng nha. Bây giờ thì ăn sáng xong mình sẽ làm việc đây. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian theo dõi video ngày hôm nay. Chúc mọi người luôn xinh. Bye bye.